thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood SC3. Hiện tại em có 3 bộ như vậy nha, có 3 bộ, tất cả đều lỗi CD nhưng chức năng MD hoạt động ok. Mình đang test nhạc qua chức năng MD nha. Và chức năng gõ AUX, hai đầu Avera 3.5 dùng kết nối nhiều thiết bị ngoại vi như điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị khác hoạt động ok. Trên dàn này mình có thể chỉnh được loud net để nghe nhạc vang và chế độ X-Bass để nghe nhạc càng bass sâu bass mạnh được. Bass của nó là 12cm, chép là chép đơm lụa nha. Chất lượng âm thanh rất hay, bass chuẩn nè, chép thì nó vang. Chỉ vài trăm ngàn thôi mình đã sở hữu một bộ dàn chất âm vượt ngoài tầm giá. Vài trăm ngàn các anh mua dàn âm thanh mấy cái lo vi tính mà của thị trường á, nghe rất là chát, không chuẩn, không hay như vậy đâu. Cắm điện thoại vào, cắm tivi, cắm máy tính vào thế là nghe tất tần tật. Bây giờ mình mở lớn volume lên mình nghe nhạc qua chức năng MD, sau đó em sẽ test nhạc sôi động qua điện thoại cho các anh tham khảo nha. Sử dụng tốt trong phòng 25m². Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Nếu các anh ngại không gọi đến thì các anh có thể nhắn tin Zalo cho em, sẽ tư vấn qua Zalo cho mình và chốt hàng luôn nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau. Mua hàng thì cho em xin địa chỉ, em xin hàng tặng nơi cho mình.
Góc cạnh của lo, công suất lo là 60W, trên cặp lo công suất của Amply là 70W, công suất tương đối khá lớn, hỗ trợ ngõ súp để kết nối sụp điện rời, ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hai bộ mặt trước mặt sau đều rất đẹp. Bây giờ em xin kết thúc clip test, các anh nào mua hàng thì liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho các anh nha.